Xuống kiếm mấy đồ đi anh em ơi, dọn dẹp sẽ môi bới rồi này. Zalo số này trước nha, anh em nào chơi thì Zalo số này nha. Ở đây mình có hai con Imperial Telefunken. Hai con này cấu hình nó na ná nha anh em, nó chỉ khác cái hiệu thôi. Cái nắp lưng thì mình có nha, cái nắp bụng của nó này nó rớt ở ngoài thì mình, anh em lấy thì mình có nha. Như có một miếng, còn một miếng bị mất hay sao ạ? Cặp này bây giờ anh em lấy mão luôn nha, đu nút này. Mão nha. Là mão thì cặp này là 5 triệu nha. Là 2 triệu rưỡi một con đó. Còn nấu tết là một con là nấu hát hồn chính đủ đồ nha, mình sàng một cái nắp qua cho anh em cho. Hơn 3 triệu nha, hơn 3 triệu một xíu nha. Tùy theo con nha, tại vì ở trên mình còn hai con nữa luôn lận. Đó, con này bỏ qua nha. Con này là đầu cassette Universum Đức nha. Con này hát cũng tốt nè. Bán cho anh em 1 triệu bay nha, con này hát tốt luôn, rin luôn nha. Của Đức luôn. Con này hai vu CN930 của Đinh. Con này thì nó sống nhưng mà nó chưa hát. Móc một nút này. Con này nó mấy nút nó bằng nhôm hết luôn nha anh em. Ở đây cho nó có mượn con này ba. Ở đây có con đua này cũng chưa hát còn sống này nha. SR901. Con đấy là cũng cố nha, cassette cố. Con này hát. Con này mất đáy pin rồi, bán cho anh em 1 triệu nha. 1 triệu đi. Related Mỹ nha, hàng Mỹ luôn này. Con này cũng 2 vô rồi mà nó chưa hát anh em ơi. Con này đâu nét pin nha. Con này 1 triệu luôn. Bao ship luôn cũng được này. Mất cha hàng lúc rồi. 2 vô nha. Con này radio cassette hát tốt luôn này, ADT Đức này. RS101. Mất đáy pin. Mình nhớ luôn mà, con này 1 triệu luôn nha. Và mấy cái âm ly rồi coi. Ở đây có cái 8 track móc một nút nha. Con này bán cho anh em 1 triệu rưỡi cũng được. Là nó là cái âm ly đài luôn nha. Âm ly có radio ở đây luôn. Rồi có băng 8 track. Nó có công suất luôn. Con này của Mỹ. Con này của đi nha. Con này hát tốt nha nè. Con này cũng chạy 4 sò sát nha. Nhỏ trung trung mà cỡ như ngón tay mà vài này. Con này của Đinh 901. Rồi sơ 4 RTV 901. Bá đồ linh tinh nhiều lắm anh em ơi. Anh em nào chơi Zalo số này cho mình nha anh em. Còn ở Sài Gòn thì qua đây kiếm nha. Có cái đầu Telefunken kia 2 triệu nha. Con đó là tơ sơ 450M nha. Telefunken Đức. Mà con nó chưa hát. Bị đứt dây. Mầm thang radio nè. Mấy cái đài như thế này là khoảng 3 triệu nha anh em. 3 triệu test cho anh em hát luôn nha. Rồi. Này bên cối này Uher này. Ở đây có cái Goodin bằng bằng 5 với lại tự hành này. Với một cái Uher ở dưới nó bằng 7. 3 phút mấy. Chỗ đây mình có một con Telefunken 201. Con này anh em thích test phải không? Con này bán cho anh em 3 triệu được không? Xài nó không dài lắm nha, xài 60 hơn rồi nha. Có một con Reaper này Đông Đức này. Con này cũng hát này, móc một nút này. Rồi. Video là nhiêu ra được anh em, gần 4 phút. Nè. Anh em nào chơi đài cassette ba đồ dây chai nhiều lắm ở trên này nè. Nếu mà ở Sài Gòn thì qua đây bới nha anh em này nè. Chỗ đây có con Philip đèn nữa nè. Con này bán cho anh em 2 triệu nha, hát tốt to lắm luôn của Philip nha. Gió gỗ á. Rồi, Zalo số này nha anh em.